Nam Sơn và luật sư Hoàng Dung xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả. Kính thưa quý vị, đây là chương trình Thế Giới Tuần Qua, và trong lần này đó thì cũng với chúng tôi Nam Sơn và luật sư Hoàng Dung. Xin mời luật sư Hoàng Dung. Xin kính chào Nam Sơn và xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả. Tôi luật sư Hoàng Dung từ Houston, Texas. Thưa luật sư Hoàng Dung, thì cái chương trình của chúng ta thì cũng như thường lệ nó là chương trình Thế Giới Tuần Qua, mà trong cái tuần qua thì theo luật sư đó, dĩ nhiên là mình có nhiều vấn đề, nhưng mà cái vấn đề nào là vấn đề quan trọng nhất theo luật sư? Thưa quý vị, khi anh Nam Sơn đã nói Thế Giới Tuần Qua, hôm nay mà chúng tôi làm chương trình là ngày 25 tháng 8 năm 2019, chiều ngày Chủ Nhật tại Houston, để quý vị biết theo dõi trong tuần qua và đang diễn ra, đó là cuộc họp thượng đỉnh G7 ở tại một cái thủ phủ nhỏ là Biarritz tại nước Pháp. Ở nơi đó đang diễn ra cái cuộc họp thượng đỉnh của 7 cường quốc. Nơi đây, thưa Nam Sơn, là một cái chuyện chúng ta cần bàn sâu hơn chút xíu cũng hay lắm, thưa Nam Sơn. Nhưng mà chúng tôi cũng có hơi ngạc nhiên là tại sao nước Pháp lại tổ chức một cuộc họp thượng đỉnh tại một cái thành phố mà nằm sát với biên giới của Tây Ban Nha, mà rồi lại một thành phố rất nhỏ ở miền biển của miền nam của Toulouse. Thành ra họ có ý gì hay không, theo luật sư? Dạ, thưa Nam Sơn, có ý tất cả. Thành phố tức là cái thị trấn Biarritz là một cái thị trấn gọi là biển ở miền nam của nước Pháp. Người ta nói rằng nếu mà muốn đi du ngoạn, muốn đi tắm biển, hoặc là muốn có một cái kỳ nghỉ hè của những nhà triệu phú của Pháp á, thì người ta xuống đây người ta nghỉ. Cái nơi đây là cái nơi sắc dân người Basque, mà người Basque ở tại miền nam nước Pháp cộng với người Basque ở tại Tây Ban Nha đã nhiều lần muốn đòi tự trị, muốn đòi độc lập nữa. Thế thì là tổ chức nơi đây đó, thì cái ý của ông Emmanuel Macron là tổng thống Pháp đó, là ông muốn cho thế giới biết rằng là những cái gì đó mà người dân Basque đã đòi hỏi và đang đòi hỏi có thể bị trấn áp bởi một cái khuynh hướng, nó gọi là cái khuynh hướng toàn cầu. Cái người dân Basque thì người ta đòi cái khuynh hướng là đòi khuynh hướng nationalist. Yeah. Nhưng mà đó, ông Emmanuel Macron là ông mời những người như ông Tổng thống Trump á, và cái nội các của Tổng thống Trump đến, ông nói rằng là chứ đây, cái xứ Basque này nè là cái xứ mà gọi là nationalist giống như ông Trump và những người nội các của ông Trump. Nhưng mà đây là họ gây ra cái phiền hòa đối với nước Pháp. Cho nên chúng tôi muốn mời các ông tới đây. Đây là cái khuynh hướng của globalist. Họ có một cái ánh nhìn đó, thưa anh Nam Sơn, là họ đưa một cái thị trấn, nhưng mà họ ám chỉ, chúng ta gọi là implication, một cái ám chỉ ngầm cho một cái thông điệp rất là kín đáo đó, thưa anh Nam Sơn. Nhưng mà ở đây tôi xin mở ngoặc ở đây chút xíu. Đối với người Việt Nam của chúng ta đó thì cái thành phố này rất gần với cái chỗ mà Đức Mẹ Lộ Đức đó, anh luật sư, phải không? Rồi gần lắm, tại đây là cái thành phố này nó sát với cái chỗ đó. Vâng, thì cũng gần, nhưng mà thực sự thì Lộ Đức nó là cái khác. Từ Lộ Đức đi vô thì cũng mất vài tiếng xe lửa, thưa Nam Sơn. Nếu mà chạy xe lửa mà gọi là TGV đó, thì chắc khoảng 45 phút là cùng. Đúng rồi, nhưng chỉ mà 45 phút nhưng mà chạy xe lửa cả tàng thì chắc vài tiếng, thưa Nam Sơn, cho nên bảo gần thì cũng gần. Dạ, thì đúng như vậy, thưa Nam Sơn. Thành ra người Việt Nam mình cũng rất là nên chú ý tới cái cuộc họp này, bởi vì nó gần một cái địa điểm mà người Việt Nam mình cũng rất là thích nữa. Bây giờ thì chúng ta trở lại cái vấn đề chính, là cái vấn đề cuộc hội nghị thượng đỉnh lần này đó, chúng ta thấy nó có nhiều vấn đề được đặt ra. Mà một trong những vấn đề đó là cái vấn đề mà ông Tổng thống Trump ở đây, ông có một cái tuyên bố mà phải nói là gây nên, nó không phải gây nên một chấn động, nhưng mà nó gây nên một cái sự mà làm cho người ta suy nghĩ rất nhiều về cái lời nói của ông, và nhiều khuynh hướng khác nhau đó nữa. Ngoài ra còn có cái việc mà ông ta lại muốn đem cái nước Nga vào cái cuộc họp thượng đỉnh G7 này, để cho kỳ sau nó sẽ ra thành G8. Ông ta quan niệm rằng cái hội nghị này cần phải có nước Nga. Thì luật sư nghĩ sao về hai cái vấn đề đó, mà chắc có lẽ vấn đề quan trọng nhất mà chúng ta bàn là cái câu nói của ông Trump. Ông ta nói thế nào, luật sư? Thưa Nam Sơn, chương trình nghị sự chính thức cái đó, rồi còn cái chuyện mà gọi là sau đó nó bị biến thái làm sao đó, thì chúng ta sẽ bàn thêm.
cách đây mấy tháng rồi, chương trình nghị sự đã được soạn thảo, đã đúc kết xong hết rồi. Chương trình nghị sự có hai phần. Phần thứ nhất là chiến tranh kinh tế bây giờ nó được lan rộng khắp thế giới do Tổng thống Trump đã khởi động một cuộc chiến tranh kinh tế đặc biệt với nước Trung Quốc. Yeah. Thì họ cho rằng đó là một cái quan tâm lớn của thế giới bây giờ. Cái đề tài thứ hai họ cần bàn đến là đề tài khí hậu toàn cầu, nhất là những cái vấn đề đang xảy ra ở tại Ba Tây, là cái cuộc cháy rừng lớn ở dưới Ba Tây. Thì ở khu rừng Amazon. Amazon. Yeah. Thì đề tài thứ hai là cần phải được bàn đến như vậy. Rồi những cái đề tài phụ như là vấn đề quyền của trẻ em, quyền của phụ nữ như thế nào, thì đó là những đề tài phụ. Nhưng mà hai đề tài lớn là vấn đề chiến tranh kinh tế và vấn đề khí hậu toàn cầu. Nhưng mà đó, nó có những cái biến thái sau này thì chúng tôi sẽ nói về cái biến thái sau. Trước khi mà đi họp cái hội nghị G7 tuần trước đó thưa Nam Sơn, thì Tổng thống Trump đang nói về cái cuộc chiến tranh thương mại với Trung Quốc, thì ông mới tuyên bố một câu mà chắc chúng ta sẽ bàn sâu với câu nói này. Khi báo chí hỏi ông đó, thì ông nói rằng là đánh nhau về vấn đề thương mại với Trung Quốc đó, thì ông là cái người I am the chosen one, tức là ông là người được chọn. Ông được chọn là để mà có cái chiến tranh thương mại với Trung Quốc, và ông được chọn cho những cái chuyện gì khác. Cho nên ông nói trong một cái lời mà phải nói rằng là rất là tự tin. Và nhưng mà cái câu mà là tôi được chọn đó, nó mang nhiều ý nghĩa lắm. Dạ, vâng. Người ta có thể hiểu nó bằng nhiều nghĩa khác nhau ạ. Cái câu nói mà khi ông trả lời với báo chí đó, thưa anh Nam Sơn, thì nếu mà anh hiểu về triết á, người ta nói rằng là khi mà mình nói nó có cách là conviction á, tức là cái sự là rất là thâm thúy, mình tin vào hết mình á, đó là conviction. Nhưng mà ông Trump ông nói đó, nó còn đi sâu hơn cái conviction nữa. Nó gọi là possession. Possession tức là nó làm chủ, nó là nó, tức là possession, tức là chủ luôn. Tại vì đó, trong khi anh học về triết anh biết rồi á, là để biết một vấn đề, người ta gọi đó là một cái knowledge, rồi biết sơ sơ, knowledge, I know, tôi biết. Nhưng mà nó khi mà anh hiểu á, thì là cao hơn là understand. Nhưng mà khi mà anh hiểu rồi đó, mà anh đưa đến một cái sự gọi là thâm thúy vào cái gọi là tin tưởng cái gì đó, nó gọi là conviction, đó là cái conviction. Yeah. Nhưng mà còn khi mà nó đi vô trong cái bản tính con người của anh, nó gì cái tâm linh của anh thôi rồi đó, thì người ta gọi đó là possession. Cái cách nói của ông Tổng thống Trump á, khi mà trả lời với truyền thông đó, là ông nói I'm the chosen one đó, thì nó là một possession. Nó giống như là khi Nam Sơn coi những cái phim mà trừ quỷ đó, người ta bảo là con quỷ nó nhập vào người khác đó, người nào đó, thì đó là possession, tức là đã nhập rồi, đã chiếm, đã thống lĩnh rồi. Thì ông Tổng thống Trump ông có một cái não trạng là ông tin tưởng là ông là người được chọn, mà được chọn đây là I'm the chosen one, ông không nói chữ ra. Nhưng mà ai cũng hiểu rằng là cái chosen đó ai chọn thượng, ông? Thượng đế chọn ông hả? Dạ, thì bây giờ đó là ai chọn ông? Thành ra cái điều này luật sư nói làm cho tôi nhớ tới một cái vấn đề là ở người Trung Quốc, khi mà họ nói rằng thiên tử, họ con trời, nghĩa là ông trời chọn tôi là con của trời, là thay mặt trời để mà làm cái chuyện này. Nó cũng y hệt như vậy thưa Nam Sơn, tức là tựa như vậy. Yeah. Nhưng mà đó là bây giờ cái bối cảnh hồi xưa nó là vương, tức là quân vương. Thì nói cách khác. Là cách khác. Còn cái bối cảnh này thì người ta mới nói rằng là ông Tổng thống Trump, ông có tin tưởng vào cái ơn gọi là ơn thiên mệnh. Yeah. Cái thiên mệnh đó là ông tin vào ông trời. Ông tin vào rằng là dầu cái gì đi nữa, ông trời đã chọn ông thì ông sẽ làm được. Cái đó là ý của ông là như vậy. Cũng sáng ngày 25 tháng 8 năm 2019, trong lúc Tổng thống Donald Trump ở tại Biarritz, nước Pháp đó, thưa quý vị, cùng với nội các của ông một số nhân vật cao cấp bên đó, thì ông Chris Wallace, ông phỏng vấn ông Bộ trưởng Bộ Tài chánh. Ông Mnuchin. Ông Steven Mnuchin. Yeah. Ông hỏi lại ông Steven Mnuchin đó là tại sao có cái câu nói là I'm the chosen one? Ông nghĩ sao? Có phải ông Tổng thống Trump là cái gì? Thì ông Steven Mnuchin nói rằng là cứ thường đó, khi mà Tổng thống nói những cái chuyện gì đó
và chính sách của quốc gia đó, thì quý vị most of the time, tức là đa số là chúng ta cần phải tin đó là một cái chuyện rất là đứng đắn, nghiêm trọng so với sự suy nghĩ của Tổng thống Trump. Nhưng mà cái câu mà gọi là nói là I'm the chosen one đó, thì thôi thì quý vị cứ tạm nghĩ, tạm hiểu đó đi, thì nó là một câu nói chơi. Thực sự ông Steven Mnuchin khi ông nói câu nói, trả lời câu nói đó, cái mặt của ông cũng không có vững lắm, là tại vì ông, nếu mà mình nói rằng là chứ là ông tin vào cái đó đó, ông Tổng thống Trump ông tin vào thiên mệnh, nhưng mà ông Steven Mnuchin chưa chắc ông tin vào thiên mệnh, cho nên ông mới trả lời một cách hơi run như vậy. Thế bây giờ đó thưa Nam Sơn, bây giờ mình hiểu được cái là khi mà mình hiểu được I'm the chosen one rồi đó, thì mình hiểu được các chính sách đi của Tổng thống Trump bây giờ. Nó hiện giờ nó, nếu mà hiểu được cái đó, nó rõ nét nhiều thứ của ông lắm. Cái câu hỏi đó, tức là lúc đó ông chơi không có rung đâu phải không? À, không chơi không rung à, nghĩa là khi mà ông đã nói câu đó, nói đó, thì cái đường lối của ông đi đó mình hiểu được đó, thì luôn luôn là ngầm bên trong là tôi chịu chơi nó không có rung. Nó có một cái chuyện gì đằng trước rồi. Thì ông rất tin tưởng và ông làm cái đó là một cách rất là tự nhiên. Sau này có nhiều cái bài báo sau cái cuộc mà gọi là bầu cử năm 2016 đó, tháng 11 năm 2016 đó, thì người ta mới nói rằng cái đêm mà gọi đếm phiếu đó, thì bà Clinton, bà cứ tưởng rằng bà thắng đó, thì bà chuẩn bị ăn mừng. Ai cũng tưởng bà thắng hết rồi không? Nói chung là những cái người mà gọi là ủng hộ bà Clinton là người ta gọi đó là cái fair globalization, the globalist, cả thế giới. Những cái nhóm gọi là nhóm tam điểm là gì đều ủng hộ bà Clinton hết. Và người ta nghĩ rằng là bà là cái người phải thắng thôi, không? Còn riêng ông Tổng thống Trump, ông chỉ thuê một cái chỗ nhỏ thôi, ông nghĩ là ông thua thì ông sẽ phủi tay ông về. Nhưng mà khi ông biết tin ông thắng rồi, đêm ông biết thắng tin rồi, thì ông tin rằng là như vậy có Chúa, có trời, ông trời chọn tôi, không? Ông tin rằng một cái tiếng Anh nó gọi là providence, in the providence of God, tức là trong sự chủ ý của Thượng Đế, chọn ông. Thì người ta mới tiết lộ đó là ông Steve Bannon là cái người mà cố vấn lúc đó đó, bây giờ hết rồi, không? Chiến lược gia, cố vấn của Tổng thống Trump đó, thì có gặp và nói rằng là chứ bây giờ đó là trời cho chúng ta đi con đường mà the nationalist vạch ra. Thì thưa với quý vị là bây giờ có hai cái chữ, một cái chữ là globalist là toàn cầu, là những cái người mà tin và theo cái gọi là toàn cầu hóa, chủ trương là một chính phủ toàn cầu. Một người đó thì một bên phía là chủ trương là phe quốc gia, tức là đặt cái quốc gia giai đoạn này, quốc gia lên trên hết chứ không phải là toàn cầu hóa lên trên hết. Tức là cái chữ nationalist. Dạ, nationalist. Dạ, vâng. Thì cái phe đó mà gọi là nationalist là gồm những người như ông Steve Bannon, rồi Tổng thống Trump, rồi gì, tất cả những người như ông Michael Flynn, rồi ông tướng mà bị ấy đó. Là những cái người đó là nó là đến với ổng, nói rằng là cái chủ trương toàn cầu hóa, nhất là mà được gọi là Tổng thống George Bush mà đề xướng là The New World Order đó, nó có những cái trục trặc, nó chưa có thể tiến hành được. Tại vì thế giới biết rằng là cái quả địa cầu này nó nhỏ thiệt, thời đại nó nhỏ thiệt, nhưng mà nó còn to lắm. Nhỏ nhưng mà to. Nhỏ là bây giờ đó là vì vấn đề viễn thông về được, chúng ta thấy thế giới này cái quả địa cầu nó nhỏ, nhưng mà vẫn còn to là tại vì sao? Là vì là cái còn nhiều cái sự ngăn cách của văn hóa, của tập tục, của tiếng nói là gì á, cho nên á phải là để cho trăm hoa nó đua nở, khi nó cứng cáp rồi đó thì mới có thể có toàn cầu hóa được. Còn toàn cầu hóa mà nhanh vội quá đó thì nó gây ra những cái sự sụp đổ, xáo trộn, nó không có được thuận lợi cho nước Mỹ. Thì cái phe gọi của nước Mỹ mà những người đến với Tổng thống Trump đó, nó gọi là the nationalist. Và ông Tổng thống Trump được sự ủng hộ của họ đó, để bảo là to drain the swamp, tức là rút đi những cái đầm lầy của tại Washington DC, là họ cho rằng là cái phe the globalist là cái đầm lầy rồi. Thì những cái người mà như ông Michael Flynn, ông Steve Bannon là gì đó, là ủng hộ cho Tổng thống Trump hết mình, cho nên Tổng thống Trump ông cho rằng ông là cái người được chọn là bởi phe nationalist, không phải là bởi phe globalist. Thưa quý vị, là nước Mỹ này nó có cái hệ thống nó gọi là Electoral College. Nước Mỹ năm 2016 nếu mà phổ thông đầu phiếu thì Tổng thống Trump thua bà Clinton. Nhưng mà do cái hệ thống gọi là cử tri đoàn thì Tổng thống Trump thắng. Thắng trên cử tri đoàn. Cho nên nói rằng là Tổng thống Trump được người dân Mỹ chọn
thì những người như The Globalist nói chứ không, người dân Mỹ không chọn. Nhưng mà nếu mà nói rằng The Nationalist chọn ông Tổng thống Trump thì đúng. Cho nên ông nói I'm the chosen one, tức là ông là được cái phe Nationalist chọn ông để mà ông là con gọi là mở hoặc là con ngựa chiến tiền phương đi ra chiến tuyến để đánh gục cái gọi là cái The Globalist mà ông cho rằng nguy hiểm, là đặt nền móng tại Trung Quốc. Cái này rất là nguy hiểm thưa Nam Sơn, mà nó sẽ đưa đó là mở đầu cho những cái cuộc những cái hành động của ông sau này. Dạ. Từ những cuộc chiến thương mại dân đó là từ cái quan niệm đó mà ra. Dạ vâng, và ngay cả trong tuần vừa rồi để mua cái Greenland nó cũng nằm từ trong cái quan niệm này. Thì là ông mới đi ra đó là nhờ những người như ông Steve Bannon, ông Michael Flynn rồi gì, những cái vị tướng đó họ cho rằng là chứ vẫn phải giữ lại cái nề nếp quốc gia trước khi mà lập ra một cái gì cao hơn, chứ không có thể nào mà đưa đến một cái tình trạng nó giống như the deep state, tức là cái chính phủ ngầm bây giờ mà ông Trump đang đấu đá lại. Thì khi mà ông thấy được rằng là cái ngày mà như tôi trở lại là ngày 6 tháng 11 năm 2016 đó, ông đắc cử đó, thì ông thấy rằng là lúc đầu ông tưởng rằng cái phe nationalist yếu, nhưng mà không ngờ ông thắng. Cho nên cái đêm hôm đó đó, cái đêm mà được thắng cử đó, ông tin vào cái ơn quan phòng của Thượng Đế, chọn ông ra làm một vị gọi là tướng tiền phương để quấn Trung Quốc. Ông đó rất rõ ràng cái chuyện đó. Xong nó bảo là tôi được chọn để quấn Trung Quốc. Chúa Trung Quốc mà. Trung Quốc chiến tranh thương mại là đây không phải là do một ngày hai ngày ngẫu hứng. Mà nó do cả một cái sự suy tính bao nhiêu ngày trước khi mà tranh cử. Nhất là do cái ý muốn của Chúa nữa, ý muốn của Thượng Đế. Đó là cho ông tin tưởng là như vậy rồi. Và ông vẫn bị nghĩ rằng là cái đêm mà ông nghĩ là ông thất bại thì ông thành công. Cho nên ông mới tin rằng là ông có một cái possession đó. Tức là một cái sự tin tưởng mãnh liệt là Thượng Đế chọn ông để ông làm một cái sứ vụ mà ông bấn đi cái gốc rễ mà gọi là cái gốc rễ globalist đó. Bây giờ nói cái chữ globalist, thưa anh Nam Sơn, nó cũng có một cái ý nghĩa như vậy. Là khi mà người ta nói cái chữ cộng sản đó, thì cái chủ nghĩa cộng sản nó đã không còn trong cái thực tế, nhưng mà nó được biến thái. Cái loại, một loại globalist nó cũng là một loại đó. Thí dụ như các đảng viên dân chủ, những cái đảng viên cánh tả đó mà tin vào globalist đó, thì ông Tổng thống Trump cũng nói đó là xã hội chủ nghĩa, đó là cộng sản đó. Tại vì họ chủ trương là cộng sản mà, chủ trương là chứ làm theo khả năng mà hưởng theo nhu cầu, đó là globalist đó. Cũng giống như cộng sản không khác gì hết. Chủ trương Medicare hết toàn diện, Medicaid, rồi luôn cả vấn đề đi học vấn, rồi free, cái gì free hết. Rồi đó là biên giới mở cửa. Biên giới mở cửa hết, tất cả mọi chuyện. Cái đó là globalist. Những người chủ trương như ông Bernie Sanders, bà Kamala Harris, bà nghị sĩ Cortez, v.v. Tất cả những người đó là họ đang chủ trương cái chuyện này. Là một cánh, gọi là một cánh globalist. Thí dụ như bây giờ bà Omar đó, Ilhan Omar cũng đang là một cái loại globalist đòi như vậy. Rồi bây giờ ông Tổng thống Trump là nationalist, thì ông muốn là có những cái hàng rào trên nhiều cái quan niệm về vấn đề thuế má, về vấn đề di dân, về vấn đề đạo đức, về vấn đề luôn cả vấn đề thương mại. Đó, đó là cái quốc gia là có cái hàng rào, nó có biên giới. Globalist là chỉ chủ trương là không có biên giới. Mà nếu mà gọi là dùng cái danh từ của Tổng thống Trump đồng hóa chữ globalist với cộng sản được không? Được, tại vì nó là như vậy, nó giống như vậy, y hệt, không khác nhau hết. Thế bây giờ đó, Tổng thống Trump lại quan niệm cái nơi mà đang nuôi dưỡng cho globalist này á, từ vấn đề tài chánh, từ vấn đề cái này cái nọ đó, lại là Trung Quốc. Ông đưa ra nhiều bằng chứng lắm. Ông đưa ra những cái bằng chứng gọi là Trung Quốc đang nuôi dưỡng cái chuyện đó, dung dưỡng cái chuyện đó. Cho nên là đối với ông á, Trung Quốc á, là cái nơi cần phải, ông mở ngoặc đóng ngoặc nói là tôi đã được chọn để đánh sập cái nôi này. Cái nôi mà gọi là chiến tranh thương mại là vì cái lý do đó, là vì á, Trung Quốc trong những cái thập niên qua đã thu hút hết tất cả những cái gọi là chất xám của Hoa Kỳ, tức là ăn cắp tài sản trí tuệ đã đưa về Trung Quốc, rồi đầu các công ty đầu tư vào trong đó. Cho nên bây giờ cái hạ tầng cơ sở, tiếng Anh nó gọi là infrastructure, gọi là economic infrastructure, tức là hạ tầng cơ sở kinh tế nằm ở tại Trung Quốc, nó không còn nằm ở tại nước Mỹ, mà ông sợ nhất cái đó. Nếu mà trong tương lai cái economic infrastructure đó nó có thể nó biến dạng, nó có là nó cái mầm nó có đó rồi, nó có thể nó mọc cái này mọc cái nọ đó, thì nước Mỹ này sẽ khốn đốn.
Cho nên ông chủ trương là phải kéo lại hết tất cả những công ty đó về lại Mỹ để tạo lại cái base khác cho nước Mỹ. Chứ không, nếu mà tiếp tục như vậy thì nước Mỹ sẽ khốn đốn. Nếu như vậy thì theo luật sư lý luận như vậy đó, thì cái việc mà ông Trump ông muốn mua cái đảo Greenland đó cũng là một trong những mục đích ngăn ngừa cái sự bành trướng của Trung Quốc ở miền Bắc của cái đảo này, phải không? Cũng đúng vậy thưa Nam Sơn. Trong tuần vừa qua đó thì mình nghe những cái bình luận của những người mà The Nationalist mới hiểu rằng là họ đã tính toán cái chuyện này từ lâu rồi. Hồi xưa đó, ông tổng thống của nước Mỹ là ông Harry S. Truman đó, ông đã tính mua cái đảo này 100 triệu đô la. Dạ vâng. Nhưng mà không được. Thế nhưng mà đó, trong những năm qua khi mà Trung Quốc lớn mạnh đó, thì Trung Quốc đầu tư vô Greenland, bây giờ là một quốc gia đầu tư nhiều nhất tại Greenland. Và nó có một cái mà làm cho các công ty và những người cố vấn của Tổng thống Mỹ họ e ngại, đó là các cái đường băng á, đường băng tôi nói là cái taxi đó mà cái máy bay đáp lên đáp xuống đó thưa quý vị, ở tại Greenland là do Trung Quốc thầu nhiều nhất. Và Trung Quốc lại là cái quốc gia khai thác ở tại Greenland nhiều nhất. Nó là một quốc gia đối tác hầu như là lớn nhất ở tại Greenland. Người ta nghĩ rằng trong tương lai khi mà cái trái đất này đang có những cái sự thay đổi đó, thì Greenland sẽ là một cái nơi có là cái điểm tựa rất là lớn. Dạ, nó là bây cái điểm giờ tựa lớn. Mà nếu mà để Trung Quốc gọi là khống chế hết đó, phóng tay trên, thì nước Mỹ sẽ khốn khổ. Đã khốn khổ về những cái infrastructure, economic infrastructure kéo về Trung Quốc rồi. Bây giờ còn thêm những cái nó gọi là raw material như ở tại Greenland đó, mà tiếp tục nữa đó, thì nước Mỹ nếu mà sau 100 năm thì sẽ là một cái sự khủng hoảng lớn. Cho nên quý vị nghe trong vài tuần qua, Tổng thống Trump và nội các của ông, nhất là ông Steve Mnuchin, ông đề nghị là mua Greenland. Greenland là một cái đảo lớn nhất của thế giới mà toàn bằng băng thưa quý vị. Nhưng mà bây giờ nơi đó, đây có khoảng chừng 58.000 dân thổ dân ở đó. Họ là một cái vùng đất bán tự trị, một phần đất của Đan Mạch. Nhưng mà Đan Mạch họ nói rằng là chứ họ không bán, nhưng mà có muốn mua hay không phải do những cái người dân thổ dân đó họ đồng ý hay không. Mà tuy rằng như vậy nhưng mà cái đảo này nó lại là cái gánh nặng cho Đan Mạch. Đan Mạch nó rên ra nhiều lắm về vấn đề tốn kém quá nhiều tiền vô cho cái đảo này nữa. Nếu mà đảo này mà về tay Mỹ, về Hoa Kỳ thì sẽ trở thành một cái sự thịnh vượng liền. Tại vì đảo này có rất là nhiều tài nguyên, nhưng mà Đan Mạch là một quốc gia nhỏ không đủ sức để mà điều hành. Nhưng mà bây giờ Tổng thống Trump ý ông muốn thảy ra, ông làm áp lực rất mạnh lên cho Đan Mạch để làm gì thưa Nam Sơn? Là để tìm cách hất chân Trung Quốc ra khỏi những cái thế đứng ở tại Greenland và giúp cho các công ty của Hoa Kỳ nhào vô có một cái thế đối tác cân bằng cái đã. Chứ còn không nó rất là nguy hiểm. Đây là chiến thuật, không phải là chiến lược. Cái chiến lược là ông nghĩ rằng không thể nào mua hẳn được cái Greenland. Nhưng mà đó là muốn là Greenland cho Hoa Kỳ trở thành một đối tác. Thật ra bây giờ nói muốn mua, mặc dù Đan Mạch từ chối, nhưng mà không có nghĩa là như vậy là chấm hết ở đây. Mà là có thể hợp tác, thương lượng với nhau. Thí dụ như giả sử như Hồng Kông chẳng hạn, nghĩa là bây giờ Đan Mạch cho Hoa Kỳ mướn hoặc là khai thác để mà chia lời được cái dân dân, nó cũng là một cái cách thức. Thành ra cái vấn đề mà Greenland, mặc dù Đan Mạch không có bán, nhưng mà người ta nghĩ rằng vẫn có thể có một cái phương cách. Dạ vâng, thì thưa Nam Sơn, khi Nam Sơn hỏi đến Greenland trong cái chính sách The Nationalist của Tổng thống Trump á, là I'm the chosen one, tôi được chọn để đánh ông Trung Quốc á, là nhiều người không thấy được là mục tiêu của Tổng thống Trump là muốn đá ông Trung Quốc một phần nào đó rời khỏi Greenland để cho các công ty Hoa Kỳ có cái sự đối tác ở tại Greenland. Và bây giờ trở lại cái vấn đề phần lục địa đó, là ông cho rằng là ông Trung Quốc bây giờ đã giữ được cái thế nó gọi là infrastructure mạnh quá, bây giờ ông muốn giật lại một số công ty đưa về lại Mỹ, cho nên ông nói là tôi ra lệnh, I hereby order, không? I decree, I order các công ty này, công ty nọ ra khỏi nước Trung Quốc. Cái lệnh của ông nó không có hiệu lực thưa quý vị. Nó không có đúng luật. Không, nó không có hiệu lực. Nó đâu có gì đâu. Nhưng mà đó, ông có quyền kiếm chuyện hay không thì có quyền kiếm chuyện thưa quý vị. Người ta sợ nhất là sợ kiếm chuyện của ông, các công ty sẽ phải vơi đi một cái phần tức là nào gây, đó. Gây khó dễ đó. Dạ vâng. Gây khó dễ để cho các công ty đó là tìm cách gọi là tìm một cái alternative, tức là một cái
một cái phần khác, hay là đi qua Việt Nam hoặc là gì đó, hoặc là trở lại Hoa Kỳ, để không cho cái con bạch tuộc Trung Quốc nó ngày một mạnh hơn. Ông sợ cái chuyện đó, tức là cái lời nói của ông có biết rằng là nó không có đủ cái gọi là cái quyền lực thi hành hay không? Thì Tổng thống Trump ông biết chứ, ông biết nó không có đủ quyền lực thi hành, nhưng mà ông vẫn nói là để sao, để ông chặn, không cho con bạch tuộc Trung Quốc lớn mạnh. Ý ông là từng đó, cái đó là chiến lược rồi, chiến lược. Yeah. Và bởi vậy cho nên khi ông ra là cái chiến gì đó thì đó, cái quyết tâm mà ông đánh thuế vào Trung Quốc, như tôi nói đó, là 250 tỷ cái trước là 25% rồi. Còn 300 tỷ còn lại đó thì ông nói rằng là tháng 1 tháng 9 là ông sẽ đánh thuế 10%. Nếu mà không nghe lời ông thì ông sẽ không nhượng bước một số về vấn đề kỹ thuật của Huawei đó, thì ông đánh thuế 10%, rồi sau đó ngày 15 tháng 10 ông đánh thêm cứ 5%, 10% thêm như vậy đó. Thì người ta cho rằng Tổng thống Trump là một ông điên, gây ra một cái sự xáo trộn về kinh tế trên thế giới. Nhưng mà như tôi đã nói rằng ông nhưng quyết đó tâm, là một cái chiến lược ông đã, rất là lớn. Ông đã tin rồi, Trump, yeah. Ông đã tin, ông I'm chosen one. Ông nói ra trong cả một cái sự thâm tín, cả một cái tin lớn như vậy đó, là ông phải tìm bằng mọi cách để tạo một cái thế thân bằng lại. Vậy thì đó, xin lỗi cho tôi ngăn luật sư ở chỗ này nha, yeah. để cho sáng tỏ chỗ này. Bây giờ như vậy thì theo luật sư thấy như vậy, Trung Quốc có hiểu được cái ý đồ của ông Trump không? Hiểu chứ anh Nam Sơn. Cho nên trong tuần vừa qua, trước khi mà có cái cuộc họp ở tại Biarritz, Trung Quốc nói đã thế là bây giờ đó, nếu anh không có nhượng bước tôi muốn anh 75 tỷ Mỹ kim. Yeah. Tức là đánh thuế trên 75 tỷ Mỹ kim của hàng hóa của Mỹ nhập vào Trung Quốc. 75 tỷ Mỹ kim thì Mỹ nhập vào Trung Quốc có 150 tỷ Mỹ kim hàng năm. Bây giờ đánh một nửa, tức là 75 tỷ Mỹ kim 10%. Yeah. Thì một số công ty của Hoa Kỳ cũng sẽ khó khăn. Nhưng mà so sánh giữa cái mức gọi là thâm thủng ngân sách về vấn đề mà thương mại đó, thì Trung Quốc bị nặng hơn nhiều. Trung Quốc nhập vào Hoa Kỳ tới 550 tỷ Mỹ kim. Yeah, vậy rồi. Thì chênh lệch nhau là 400 tỷ Mỹ kim. Thì bây giờ đó là nếu mà đánh 10% thuế trên 75 tỷ Mỹ kim đó, thì một số công ty của Hoa Kỳ trong vài năm qua đã bị rồi, đã khủng hoảng, đã bị, nhưng mà Tổng thống Trump nói là quyết tâm ông giúp cho vượt qua, không? Thì ông mới nói rằng chứ vậy là Trung Quốc muốn đấu với ông không? Ông sẽ thay vì ông đánh thuế 10% trên 300 tỷ còn lại, ông tăng liền, ông nói là tăng liền 15% liền. Tăng thêm 5% nữa, tức là 15%. Mà cái trước thì 25% tăng lên 30 liền. Dạ, rồi ông sẽ làm nữa. Dạ. Đây ông nói là ông đã là I am the chosen one. Tôi là người được chọn. Đã chơi thôi có rung. Tất cả những sự việc đó để giải nghĩa cho cái chữ I am the chosen one. Tức là ông nói là ông không còn rung nữa, ông là không còn rung. Cho nên là khi mà ông nói ông không còn rung như vậy đó, thì tôi đã được trời chọn, tôi đã được cái gì chọn hết rồi đó. Như vậy thì cái lúc mà tôi gọi là tôi tưởng tôi thất bại, bây giờ cái ngày hôm đó tôi vẫn là làm tổng thống á, thì tôi sẽ vẫn phải chơi, chơi tới cùng, tôi là I'm the chosen one. Cho nên khi mà ông ấy như vậy, giờ trở lại cái cuộc họp ở G7 ở tại Biarritz, tại Pháp. Tại Pháp đó, thì cái đề tài đầu tiên á là cái vấn đề thương mại. Nghe không? Thì các vị nguyên thủ quốc gia, nó họ đa số họ là globalist, như ông Macron nè, bà Angela Merkel nè, cũng là loại sắp nghỉ việc hết rồi. Chỉ có một cái ông Đức Ý là ông Giuseppe thì ông gọi là nationalist thôi, còn mấy ông kia là globalist hết, đúng không? Thế thì bây giờ đó họ vô đó họ muốn thấu cái ông Tổng thống Trump. Trong chương trình nghị sự không có cái buổi ăn trưa với ông Macron. Ông Tổng thống Trump ông vừa đáp phi trường xuống cái là cái đám dàn dựng của Tổng thống Macron á, đưa ông Tổng thống Trump nhất định phải ăn cơm với ông Tổng thống Macron một trưa 90 phút. Trong 90 phút đó họ bàn hai cái đề tài chính, như tôi nói là đề tài cháy rừng ở tại Amazon, Ba Tây. Ở tại Ba Tây và đề tài chiến tranh thương mại. Yeah. Thì nội các nhân viên cao cấp của Tổng thống Trump họ không hài lòng. Họ không hài lòng với cái hành vi gọi là chơi lấu cá vặt đó của Tổng thống Macron. Tại sao tôi gọi là lấu cá vặt mà nhiều người cũng cho rằng lấu cá vặt, thưa Nam Sơn? Tại vì trong cái cuộc họp G7 kỳ này đó, thì cái người thủ tướng đầu tiên của nước Anh tham dự đó là ông Boris Johnson, lần đầu tiên ông đi tham dự với tư cách là thủ tướng, còn mới, coi như còn mới. Cái người sẽ ra đi là Angela Merkel, cũng người sẽ ra đi nữa là ông Giuseppe, thủ tướng nước Ý. Nước Ý,
ông Trudeau thì người ta nói rằng là chơi flip flop với ông tổng thống Trump, đúng không? Và ông tổng thống Trump nè, rồi mời thêm được cái commissioner của Liên Âu tới, coi như là 7 quốc gia đó. Thì ông Macron nghĩ rằng là chơi bây giờ đó đâu ai ngon nữa đâu, tôi bây giờ là tôi cũng ngang bằng với ông Trump, không? Cho nên bây giờ không có bà Theresa May, không có bà Angela Merkel tới nơi đó thì tôi là lãnh đạo Liên Âu. Ý ông cho rằng ông đóng cái vai trò lãnh đạo Liên Âu luôn, không? Yeah. À, mà ông đã từng kỳ trước, anh Nam Sơn còn nhớ không? Ông đã từng nói với tổng thống Trump thôi bây giờ tôi có quân đội, lập cái quân đội là Liên Âu để thay thế cho NATO, không? Yeah. Ông đã bị phản, đã bị gọi là bị ăn đòn một trận đó rồi mà ông chưa chừa. Nhưng mà lần này đó là ông muốn mời ăn cơm trưa đó bất ngờ với tổng thống Trump, là để ông muốn dàn dựng, ông nói chuyện với tổng thống Trump hai đề tài đó. Thì nó sau cái buổi đó thì ra thì tổng thống Trump là tôi lúc nào cũng đã nói rồi là tôi ủng hộ cho ba tay trong cái việc mà trị cháy rừng, trị chữa cháy đó. Nhưng mà tôi cũng đã nói là cái G7 này nè là phải mời ông tổng thống Bolsonaro của nước Tây Ban Nha, của nước ba tây. Tại sao không mời người cái nước nhà mà gọi là cái buồng phổi của thế giới là tại ba tây đó, bây giờ đang gặp cháy rừng đó, đó mà quý vị không mời, là đi mời một cái ông tổng thống của Chile chưa có dính líu gì hết để làm gì? Tức là tại vì mấy ông sợ gì? Sợ ông Bolsonaro là một tổng thống Trump con ở dưới ba tây là một loại nationalist nữa. thêm dây cánh. À đó, cái chủ trương á của ông Bolsonaro giống ông tổng thống Trump. Họ đang có một cái sự liên đới của các nationalist together. Không? Cho nên á, là ông Macron chơi xỏ, cắt bụp, không cho chơi cái chiêu này, không cho Bắc Mỹ và Nam Mỹ phe nationalist bắt tay nhau. Đó thì Nam Sơn, nó lý do đơn giản vậy thôi, nationalist đấu với globalist nằm chỗ này. Ông Macron chơi xỏ, tức là chơi lấu cá vặt, ông tổng thống Trump giận cái chuyện đó là điều thứ nhất. Không? Điểm thứ hai về vấn đề kinh tế đó, thì ông nói là tôi I'm the chosen one, ông sâu bún ông tàu. Yeah. Cuối cùng thì bây giờ lúc mà họp báo đó người ta hỏi ông Trump có bao giờ suy nghĩ, ông bảo là I give a second thought. Second thought đây không có nghĩa rằng là ông back out, ông không nghĩa là ông rút lui. Yeah. Mà ông đang tính toán là ông đánh thuế thêm, hai cái nó khác nhau. Yeah. Tức là ông cho rằng ông đang nhẹ tay. Cũng là second thought. Nhưng mà đi hai hướng khác nhau. Dạ, yeah, ông muốn là cái hướng đánh mạnh hơn. Yeah. Cho nên cái bà tân bộ trưởng về vấn đề báo chí của là phát ngôn viên của tòa Bạch Ốc á, là bà Grisham á, bà nói là chứ quý vị hiểu lầm lời nói của ông Trump, các báo chí globalist kiểu đó nói tùm bậy, các nghĩa sai lầm hết. Tổng thống Trump không có hề nói rằng là cái ý rằng là bác đau, ông đang gọi là ông muốn thêm như thế nào, là chỉ cái phe nationalist ở đằng trong họ đang bàn là phải quýnh nặng thêm nữa chứ không phải là quýnh nhẹ hơn. Đó, cái nó khác nhau tên năm sao. Thì á, cái ông tổng thống Macron này ông chơi có nhiều cái hơi đểu, cái đó là cái đểu một bữa ăn cơm trưa đó, mà tính là giữa ổng với ông Trump để ông gây áp lực, thì ông Trump đã thẳng thắn gọi là phê bình rồi. Ngày chủ nhật, tức là ngày hôm nay chúng ta sáng chúng ta đang nói chuyện, bên kia là xong rồi đó. Dạ, bên kia là tối rồi. Thì ông Macron ông mời ông ngoại trưởng ngoại giao của Iran là ông Mohammed Yassif đi qua tham dự, mà đi tới ngày hôm nay, tức là ngày chủ nhật, tức là cách đây khoảng chừng 10 tiếng chúng ta, để sao để gọi là muốn có một cái hình thức gì đó gọi là ta gọi đây là bất ngờ. Tổng thống Trump có thể biết cái chuyện này mới đây thôi, người ta nói rằng là chứ hình như tổng thống Trump có biết, nhưng mà mới biết thôi, mới biết tức là sau khi đã bước chân xuống nước Pháp mới biết, là cái kiểu gọi là quýnh sau lưng này. Là vì đó là nước Hoa Kỳ trong những ngày qua dưới thời của tổng thống Trump là rút lại cái hiệp ước về nguyên tử, đúng không? JCPOA. Yeah. Và gây áp lực nặng nề lên trên Iran. Iran bây giờ là rất là khốn đốn đủ thứ hết. Thì ông Iran á, là ông đang phải vay mượn đủ thứ, ông chạy hai nơi để ông cầu cứu, là Trung Quốc và những cái đám globalist là như ông Macron, đúng không? Ông nói, ông Yassif, ông nói là chứ tôi đi á, là tôi đi qua Trung Quốc kỳ này, nhưng mà trên đường ghé qua bên Pháp. Đó là cái cớ thôi, ai biết. Yeah. Vậy thì cái cánh nationalist của tổng thống Trump á, họ bàn liền, họ giận lắm, họ nói rõ ràng tụi globalist này tới bẩn, không làm mới giống như là như vậy là tụi tôi sợ. Không có đâu, đối thoại là đối thoại, đánh là đánh,
vừa đánh vừa đàm cho mà coi. Không? Đó là cái chuyện mà ông Macron ổng làm. Ổng tưởng rằng là ổng làm ổng hay, là lãnh đạo giỏi, ổng là globalist, thưa Nam Sơn. Chắc kỳ này ổng sẽ về, ổng bị ăn đòn bởi cái nội các của Tổng thống Trump. Cái nhóm nationalist của Tổng thống Trump, ổng nhóm đó mấy hôm nay họ đang, nãy giờ tôi đang đọc tin thì tôi thấy là họ rất là hậm lắm. Họ bực gà lắm, đang đợi đó, đợi đó. Đợi đó để gọi là ông Macron xong cái hội nghị để về tính. Ông cứ nói cho đã đi là ông cứ chưa giải quyết được cái đám biểu tình cờ vờ gì áo vàng áo vàng của ông đây nè. Ông làm ba cái trò đó mà ông cứ tưởng là ông ngon lành không, phải không? Để xem đây á là coi là cái rượu van của ông có đủ sức chịu đựng nổi nữa hay không, đừng có nói không. Tại Tổng thống Trump đã nói rồi, ông tài chớn á, tụng quánh thuế lên từng rượu vang của ông á. Nhập vào nước Mỹ là khốn đốn á. Bây giờ rượu vang ở Chile rẻ ngon nè, rượu vang ở tại tại Mỹ cũng ngon hết rồi. Bây giờ cái rượu vang của nước Pháp không ăn thua gì, quánh thuế nặng lên chút xíu là ông bay luôn, là bay luôn rồi. Đó, bây giờ người ta sẽ mua rượu vang của Chile hay là rượu vang của Mỹ. Cho nên ông Emmanuel Macron là theo cái hệ phái globalist thưa quý vị, không điều hành nổi nước Pháp mà đòi dạy ông Tổng thống Trump. Mà ông Tổng thống Trump đã bực gà mấy lần lần trước, bây giờ lần này nữa. Và trong cái biến chuyển gọi là cái cuộc họp G7 ở tại Biarritz, ông đã nói là mời ông Tổng thống Bolsonaro không chịu mời. Ông nói là đã thế, ông đã đó là vấn đề cử ông Nga quay trở lại, mặc dầu ông Nga kỳ trước đó là chiếm cái bán đảo Crimea đó thì thế giới đẩy ông ra. Thế bây giờ đó thì sao? Cái G7 này đi về đâu? Người ta nói G7 này là G6 plus 1, tức là G6 cộng 1. Người ta cho rằng nước Mỹ bây giờ là coi như đứng một mình, là làm riêng rẽ ra. Nhưng mà không có nước Mỹ thì cũng không có G7, nó vậy thôi. Bây giờ ông Macron có nói gì là cứ dám giải quyết mình thì dám giải quyết đi, chưa giải quyết được thì phải cộng tác với Tổng thống Trump một cách như thế nào khéo léo, chứ không phải là cộng tác theo cái kiểu gọi là phỏng tay trên qua mặt rồi lấu cá vặt, thì Tổng thống Trump ông sẽ giảng cho một bài giảng tán cho một tán kỳ tới này, thưa Nam Sơn. Đó, nó có liên quan đến globalist như vậy đó. Thì Nam Sơn lại thấy rằng là ông Tổng thống Trump ổng nói là tôi không có thù oán gì với cá nhân với ông Tập Cận Bình, không, nhưng mà tôi đặt cái vấn đề đây là cái sách lược. Cho nên ông nói là cái sách lược của ông Jerome á, tức là ông chủ tịch ngân hàng dự trữ trung ương của Hoa Kỳ, thì vì đó, cái quan niệm của Tổng thống Trump là ổng là nationalist, ổng thấy rằng là cái kiểu kia làm còn đi theo kiểu toàn cầu quá đó, cho nên ông hơi bực mình với ông Jerome bây giờ. Nhưng là theo tôi nghĩ như này nè, chứ nếu mà ông bực mình quá với ông Jerome á, nó không nên, là tại vì sao? Người ta cần phải tin tưởng vào sự độc lập của cái cơ quan Fed đó, thưa Nam Sơn. Đó là ánh nhìn của tôi, thưa quý vị. Thế giới tuần qua G7 nó liên quan đến cái việc tuyên bố I am the chosen one, để hiểu được cái quan niệm the globalist and the nationalist đang diễn ra, thưa Nam Sơn. Đó là ánh nhìn của tôi. Cảm ơn luật sư Hoàng Duy Hùng, và chúng tôi xin kính chào quý vị khán thính giả. Xin hẹn gặp lại quý vị khán thính giả trong một cái clip khác cũng rất nhiều vấn đề quan trọng.